mi có đem lên lòng thành kính xin quy pháp thần chỉ gì đức thi dâm bi sanh tấn sa thân gai cha mi có đem lên lòng thành kính xin quy tăng lần chỉ gì ta thi dâm bi bút đăng sa thân gai cha mi có đem lên lòng thành kính xin quy phật lần tam ta thi dâm bi đấm mong sa thân gai cha mi có đem lên lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba ta thi dâm bi sanh tấn sa thân gai cha mi có đem lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba Bhutan Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyampi Bhutan Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyam pitamang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyam pisanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pibuddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi tammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Thì sa rừng nắp tá năng nịt thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Ba na chi ba ta về ra mà đi sẽ có bất đăng sa ma đi dạ mi. Con xin bao nhiêu điều học là quy tính xa sự sát sanh à đinh na đa na về là mà đi so với năng tham ma đi giao mi. Con xin bao nhiêu điều học là quy tính xa sự trồng tóc tạm bề xuống biết giá cha ra về là mà đi so với năng tham ma đi giao mi. Con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh một xa qua đam về là mà đi sự to với hình xa mà được giao mi. Con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự ra mê yam mê thả năng mà đi sự to với hình xa dạ mi. Con xin bao nhiêu điều học quy tránh xa si dây du uống rượu và sai. Panatipata veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng chữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramerayama chappamadathana veramani sikha padang samadhiyami,
con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ema ni ban cha se kha ma tha ni sa du kang ta to ang pa ma de na ni cha ta lang samarak ti ta bang. Như Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi, phải ra quy giữ hành theo trên được trong sạch lừng có dễ vui. A ma phạn tê, dạ xin vâng. Xì lê na su ga tinh doanh ti, xì lê na phô khát sâm bác đài, xì lê na nê phu tinh doanh ti ta sư mai, xì lăng quỷ số tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng như giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng như giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng như giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay, nhà con xin sám hối trước tam bảo. Uttamange navande hang pa dapang sung varuttamang Bute yo khalito do so puto kamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang varang. Tham mê yô khá lý tô đô sô tham mô khá ma tu tàng ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ. Hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tam mang. Sang khe yo khali to do so sang ho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sư rạc mi mê bụt thác sê thô xà rê bụt tô chê đạc thích nê hoa mạng xê mốc la la nô bù rà tô bí rạc ca tất nhận bạch chí mê mà mạ a năn rô kỳ nà sạ hoa chà trung tí xà sạ măng ta. Lô ca ba la chê in đá đê hoa sạ phram mạ ca e tê sang a nu pha vê nà tập bê phá giao bánh đá hoa nê ca an tá ra ya phì vi nà sanh tu a xê. Sạ tôn Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt xa lợi Phật, quay trái kiền liên hầu. Trước mặt là tam tạng, sau lưng A Nan chầu, bốn phương A La Hán, đế thích lẫn phạm thiên, do oai lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sô a thá la thô sư vị tổ vô rô nó hô bô thác sa sa ne a rô vô sư vị tổ hôi sa hạ sa bế nha tí phi cha a thá la tha. Sư vị tả vô rô nó hà bô thác sa sa ne a rô ga sư vị tả hôi sa hạ sa bế nha tí phi tê a thá la tha. Sư vị tả vô rô nó hà bô thác sa sa ne a rô ga sư vị tả hôi thác sa hạ sa bế. Ê nhà tị phiên cầu mong cho các hiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các hiền tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay, con xin hồi hướng công đức.
Yang kin chikusala kamang kata pangkiri yang mama kaye na waja manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sape fagi fawon tute ye tang katang suwiti tang din nang punya palang maya ye chata thana cha nan ti te wa gan twa ni we da yung sa be lo kam hi ye sa ta chi wan ta har he tu ka manun yang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàng vô tâm mê bù nhàng a sa hoa kha yô hoa hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng cuộc đã quá vãng, mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Con xin đọc bài rải tâm bác ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima ya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe utara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe utara ya anudisa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparima ya disa ya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cả chúng sanh trong hướng dưới
đừng có oán trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti hisamicchantu sukhi attanam pariharantu dukha patta chanidukha payapatta chani phaya soka pata chani soka hôn tu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy á. Con là xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo, với xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam. Không biết sư có mặt trước máy hay chưa. Nếu sư rảnh tay, xin cho con bàn tay tín hiệu, con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình học sáng nay. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thầm Mài á, Nam mô Sàng Khai á. Con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thầm Mài á, Nam mô Sàng Khai á. Kính lễ Chư Tôn Trì Lực Tăng. Xin chào quý tổ phụ nữ. Xin chào Sĩ Mạch Ta, Sĩ Công Nhật, Sĩ Tâm Hạnh, Sĩ Kiều Vũ, Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Ta Đạo Hữu Karuna, Quỳnh Trân Ngộ, Nguyên Cực Sang, Sĩ Thi An Lạc, Sĩ Pháp Nguồn, Sĩ Thành Thủy, Sĩ Kim. Chúc quý vị an vui trong thời gian chúng ta sinh hoạt. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, trong câu Phật ngôn 68, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bút thô ma hê si a la hằng tất thà ca tô lô cô tam mô sắc bá ca lô hí kệ thắc bồ lô ca sa sa thà cha na đầm mắc bồ quý đồ hoành đà ma hành tầng na ra phù cái này giác lần như lai giác ngộ pháp màu vì bậc trí thức không đâu sánh bằng, bất ly phiền não tối tăng, tối thượng vũ trụ, chi năng vô lượng, tỷ lệ ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ tát ta sa sát chúng lô lô ca nô mạnh thát sa quy na ta ru phù sa phần nhu bồ tháp bát đi phù thi sanh nhã tu hoàn đà ma hành tầng na ra phù. Cái này giác cần pháp bảo vi lên vàng gia lai suy sáng vẹt màng vô minh phá tan làm lạc chúng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô vi số thô chú gá tá sá sá quá cô sách thà chú tà mô quá rá thó sách thá cô niên đà bá sân xà đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầm ná rá phù. Cho này giác cần tăng bảo thiên văn vật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thiểu pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ta đẳng ác tế giới tề chê nó sẽ thà mê ê tu á thăng nàng tá xà bí à nú phà quê nó sẽ hát xà dê nó sẽ trả tu
cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tánh hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bồ Tát Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Alo, âm thanh quý vị nghe vừa hay là nghe nhỏ? À, nghe rõ ha, nghe vừa hay nghe nhỏ mà ở đây là nghe rõ. Rồi, rõ là tốt rồi. Rồi, sa tu, bây giờ chúng ta học ha. À, xin mời ta là vừa. Bây giờ, Sư Thanh Hoàng vừa đến với Pháp Hội. Rồi, tôi đưa bài vở lên cho. Có tiếng hú hả? Mới hết bình, cái này cắm vô nó hú. Bây giờ muốn hết hú thì rút ra. Alo, hết hú rồi phải không? Rồi, bây giờ câu Phật ngôn 68, một câu Phật ngôn mà ý nghĩa cũng rất là hay trong dân sự. À, cố gắng ha. Tành chắc cầm mần các tầng xà thú. Tành chắc cầm mần các tầng xà thú. Tành chắc cầm mần các tầng xà thú. À, bây giờ chúng ta qua câu số 2 ha. Dân cát tòa nà nu tóc ba tí. Dân cát tòa nà nu tóc ba tí. Dân cát tòa nà nu tóc ba tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 1 câu 2 ha. Tành cha cầm bằng ca tầng xà thú dân ca tòa nà nú tóc ba tí. Tành cha cầm bằng ca tầng xà thú dân ca tòa nà nú tóc ba tí. Tành cha cầm bằng ca tầng xà thú dân ca tòa nà nú tóc ba tí. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Yassabhatito sumano. Yassabhatito sumano. Yassabhatito sumano. Và câu cuối cùng. Vibhakambhatise vati. Vibhakambhatise vati. Quý bà cần bắt đi xe quá tí. Rồi chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Yassabhatito sumano. Quý bà cần bắt đi xe quá tí. Yassabhatito sumano. Quý bà cần bắt đi xe quá tí. Yassabhatito sumano. Quý bà cần bắt đi xe quá tí. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Tành chắc cầm bằng ca tầng xà thú dân tòa nà nô tóc bà tí giá xà bà tí tổ xú má nô quý bà cần bà tí xè quá tí. Tành chắc cầm bằng ca tầng xà thú dân ca tòa nà nô tóc bà tí giá sa bát tí tô su ma nô quý bà cần bát tí xe quá tí. Tành chắc cầm bằng ca tầng xà thú dân ca tòa nà nô tóc bát tí giá sa bát tí tô su ma nô quý bà cần bát tí xe quá tí. À, bởi câu Phật ngôn 68 này trong cái giọng kinh trường âm và đoạn âm thì quý vị thấy rằng thành công là chúng ta đọc một hơi, quý vị cảm thấy coi như sức khỏe yếu ha, thì đọc hai hơi, hoặc là yếu hơn nữa đọc ba hơi. Nhưng mà quý vị chú ý không được dừng lại cuối câu số 2, bởi vì cuối câu số 2 nó là một đoạn âm. Thì chúng ta nếu có dừng lại thì dừng lại bất cứ trường âm nào.
Bất cứ trường hợp nào mà chúng ta cảm thấy mệt là nghỉ, mà nghĩ là nghĩ nơi trường âm á, chứ không phải nghĩ giống cái chữ đoạn âm mà nghĩ là như vậy không 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 tốt ha. Chúng ta kéo dài ra và chúng ta nghĩ nơi trường âm ha. Còn nếu mà coi như hơi dài giống như xích hồng mai, xích kim nhung ha, hoặc là xích kim vân vân ha, thì quý vị có thể làm liền một hơi ha. Tới chữ bất tí xe quá tí là nghĩ là hết luôn. Ý nghĩa câu Phật ngôn 68: và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Câu Phật ngôn 68 nó cũng giống giống như câu Phật ngôn 67, nhưng mà bên 67 nói về vấn đề ác, bên này thì nói về vấn đề thiện. Cũng giống như song đối ha. Cũng hơi giống giống nhau, nhưng mà cái động một bên thiện, một bên coi như là bất thiện. Rồi, giọng kinh chúng ta thông qua ha. Bây giờ qua giọng kệ 8 từ, chúng ta chia ra làm hai với cái lối đọc 4-4. Nhưng mà đọc một lần hai câu hả, quý vị chú ý. Khi mà hai câu thì chúng ta nương nhau với cái thể thơ nương nhau, chứ không phải chúng ta đọc từng câu một ha. Từng câu một cũng là một hình thức kệ, nhưng mà với những cái câu mình đã dài thì chúng ta đọc từng câu một, hoặc là trong cái sự trang nghiêm, trong cái sự tôn trọng, trong cái sự mà coi như tín tâm thì chúng ta đọc từng câu. Còn ở đây thì với lối 8 từ chúng ta chia làm hai và đọc một lần hai câu. Chánh cha tâm mẫn ca tăng sa thu dân ca tuân na nu tập ba tỳ giá sa ba tí tô su ma nô quy ba căn ba tì xê hoa tì tăng cha căm măng ca tăng sa thu dân ca toa na nô tâm ba tì giá sa ba tí tôn su ma nô quy ba căn ba di xê hoa tì tánh cha căm mẫn ca tăng sa thủ dân ca toa na nô tâm ba tì giá sa ba tì tôn su ma nô quy ba căn ba đi xe qua tiền. Rồi bây giờ xin mời Sik Meta Sik Kim. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham A Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ cho biết đã nghe được rõ. Dạ, còn quý vị khác có nghe được rõ hay không ạ? Xin cho biết. Dạ, cảm ơn cô Kim, cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn cô Xuân. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào Tào Tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 68. Tình cha cầm măng ca tăng xa thu dân ca tòa na nu tập ba ti gia sa ba ti tô su ma nô quý ba căn ba ti xê quá ti. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tình trường âm nhấn, cha đoạn âm, căm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, thú
đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, na trường âm thông thường, nú đoạn âm, tấp trường âm nhấn, ba đoạn âm. Tình cha cầm mang cát tàng ta thu dân cát toa na nú tấp ba ti. Ông phân tích câu 3 và câu 4. Giá trường âm nhấn, xá bá hai đoạn âm, ti tô hai trường âm thông thường, xú má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, quý đoạn âm, ba trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, xê trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. Yat sa ba ti to su ma no vi ba căng ba ti se wa ti. Con đọc lại hết bài. Tần cha cầm mang ca tăng sa thu yang cát toa na nu tập ba ti yat sa ba ti to su ma no vi ba căng ba ti se wa ti. Tình cha cầm mang ca tăng xa thu dân cạch tòa na nu tập ba ti yat sa ba ti tô su ma nô quý ba căng ba ti xê quá ti. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tánh cha cầm măng cả tăng xa thù dân ca toa ná nô tập ba tì giá sa ba tì tô su ma nô quỳ ba khăn ba tì xê qua tì. Dạ con cố gắng kể lại lần nữa coi. Tánh cha cầm măng cả tăng xa thù dân ca toa ná nụ tập ba tì yat sa ba ti to su ma no vi ba căng ba ti se wa ti. Dạ con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý chị trong đạo tràng chỉnh sửa. Con xin nhường mic cho cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Bữa nay sư không có đeo kiến, sư đọc câu số 3. Yassabatito. Này Yassabatito. Sư đọc chữ T. Nhưng mà trong đây là cao thủ võ lâm hết trơn, hết trời rồi. À, như là cô Mít Mít à, đâu có gặp, đâu có đọc giống như sư đâu. Cô đọc giống như sư viết trên bảng đó. Còn khoái dễ sợ luôn. Con thấy sư đọc dài con khoái dễ sợ luôn. Tại vì con nghe mấy anh chị con nói một câu á, khi có một câu này, sư không phải địch thủ con nghe, nhưng mà nói vậy, khi nào mà địch thủ của ta mà sắp bắt sang bang thì ta rất là vui vẻ nghe, nhưng mà khi mà địch thủ vui vẻ thì ta ok. Sư hay chọc con đó, bữa nay con chọc lại sư. Sư không tin hả? Sư hỏi mấy đạo tràng đi. Người ta cũng nghe sư đọc sai chỗ đó, còn thôi sư nghe lại đó. Thôi bây giờ con trả bài, nghe đủ đủ rồi đó. Thôi giờ con trả bài. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 68. Tăng chắc khâm măng khách tăng xa thú dân khách tòa nà nú táp phá tí giác sá bá tì tô su má nô quý phà khăn phá tí xê quá tí. Ai cho nữa? Tần
tâm chắc khâm măng khát tăng xa thu dặn khát tò na nú tắp bát tí giác sá bát tí tô su ma nô vi pa khăn bát tí xê quát tí. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Tâm trường âm nhắn, chá đoạn âm, khâm trường âm nhắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, thú đoạn âm. Phân tích câu số 2. Dâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát trường âm nhắn, toa và na là hai trường âm thông thường, nú đoạn âm, táp trường âm nhắn, bá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Tân chắc khâm măng khách tăng xa thu dân khách tòa nà nú táp bá tí giác sá bá tí tô su ma nô quý bà khăn bá tí xê quát đi. Phân tích câu số 3, giác trường âm nhắn, xá bá hai đoạn âm, tí tô hai trường âm không thông thường, không phải tí tô. Sú má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường. Phân tích câu cúng cùi hai câu cuối cùng, quý đoạn âm, ba trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, xê trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bà già rồi ca kê. Giá sá bá tí tô sú ma nô bà khăn bát tí xê quá tí. Tâm chắc khâm măng khát tăng xa thu dân khát tòa nà nú tắp bát tí giá sá bát tí tô sú ma nô quý bà khăn bát tí xê quá tí. Đọc lại một lần nữa cho nó chắc nha. Tâm chắc khâm măng khát tăng xa thu dân khát tòa nà nú tắp bát tí giá sá bát tí tô sú ma nô quý bà khăn bát tí xê quá tí. Tần cha khâm măng kha tăng sa thù, yang kha toa na nu ta pa ti, yat sa ba ti to su ma no, we ba khang ba ti se wa ti. Tần cha khâm măng kha tăng sa thù, yang kha toa na nu ta pa ti, yat sa ba ti to su ma no, we ba khang ba ti se wa ti. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ, ý đẹp lòng, hưởng thọ, quả dị thục. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu kinh Pháp Cú số 18. Sư có nghe con không sư? Con có bị sai gì không sư? Sư chữa cho con nghe sư. Quý vị ơi, quý vị thấy tôi có bị sai cái gì không nha quý vị? Có bị nhân nào không? Cho biết ha. Trời, phe ta bữa nay đi đâu hết trơn, người không ai vỗ tay vỗ chân gì hết. Đã Thanh Hoàng một vỗ tay, cô Mê Tà vỗ hai tay. Trời ơi, bông hoa không thấy vỗ tay vỗ chân. Bữa nay không thấy Hồng Thị Kim Nhung, không biết có chuyện gì không ta. Chắc bạn công chuyện nhà thôi chứ đâu có chuyện gì đâu. À, chúc quý vị, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa và vỗ tay vỗ chân. Chúc quý vị, các sư và các tu nữ được một buổi học an vui. Bye. Dạ, con xin kính đại sư chị. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu Pháp Cú số 68. Tành cha cầm măng ca tăng xà thu giang cát tòa nà nu tắp bát tí giáp sa bát tí tô su ma nô quý bà căng bát tí xê quá tí. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Tành trường âm nhấn, chá đoạn âm, căm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thông thường, thú đoạn âm, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát trường âm nhấn, toa, na hai trường âm thông thường, nú đoạn âm, táp trường âm nhấn, bá, tí, hai đoạn âm. Tành cha cầm măng, ca tăng xà, thu giang, cát tòa, nà, nu tắp, bá tí. Con xin đọc phân tích câu 3, câu 4. Giáp,
trường âm nhấn xá tá hai đoạn âm, ti tô hai trường âm thông thường, xú má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, quý đoạn âm, ta trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá tí hai đoạn âm, c trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm, yát sa pa ti to su ma no quy pa căng pa ti c quá tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 68. Tành cha cam mang các tăng xa thu giang các tòa na nu tap pati yat sapati to sumano quy pa căng pati se wati. Tành cha cam mang các tăng xa thu giang các tòa na nu tap pati yat sapati to sumano wi pa kang pa ti se wa ti. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ, ý đẹp lòng, hưởng thọ quả vị thục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ. Con xin chào toàn thể đạo tràng, con xin được đọc câu pháp cú 68 ạ. Tành cha cam mang ca tăng sa thu yang ca tòa na nu tap pa ti ya sa pa ti to su ma no quy pa kang pa ti se wa ti. Tành cha cam mang ta tăng sa thu yam ca tòa na nu tam pa ti ya sa pa ti to su ma no quy pa kang a ti se wa ti. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Tành là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, cam là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, toa, na là hai trường âm thông thường, nú là đoạn âm, táp là trường âm nhấn, tá, tí là hai đoạn âm, giá là trường âm nhấn, xá pá là hai đoạn âm, ti tô là hai trường âm thông thường, xú má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá tí là hai đoạn âm, xê là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại. Tành cha cam mang ca tăng sa thu yang ca tòa na nu ta pa ti ya sa pa ti to su ma no vi pa kang pa ti se wa ti. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Dạ, con xin được kệ ạ. Tành cha cam mang ca tăng sa thu yang ca toàn hà nu ta pa ti ya sa pa ti to su ma no vi ba cam pa ti se wa ti. Dạ con xin hết ạ, con xin được xuống lấy ạ. Alo 123, 123, quý vị nghe rõ ha. Khi pháp nguồn mới đến với pháp hội, nhưng mà có một sự tiến bộ rất là vượt bậc ha. Rồi sao nghe khen người ta cái sức kim bỏ chạy rồi. Bây giờ sức pháp nguồn chú ý ha.
cái câu số 2, văn cát toa na nu tập ba tí, thì chữ cát toa khi mà đọc như vậy thì quý vị nghe nó là hai trường âm chứ không phải là một đoạn âm và một trường âm. Chữ cát là trường âm nhấn và chữ toa là trường âm thông thường. Nhưng mà thuyết pháp nguồn á, nói rằng chữ cá chứ không có đọc là chữ cá và cho đó là một đoạn âm. Đây là một cái trường hợp đặc biệt nha. Chữ cát toa do cái động từ cá rô tí việc làm, mà đây là trong cái hình thức mà quá khứ phân từ, cho nên chữ cát toa này sau khi đã làm thì ở đây nó là trường âm nhấn chứ không thể đọc nó là chữ cá được. Không phải nó là đoạn âm mà nó là trường âm nhấn. Cát toa, chữ T này nó đứng giữa chữ cát và chữ toa ha. Cho nên chúng ta hiểu nó là một trường âm nhấn chứ không phải là đoạn âm ha. Rồi cái chữ bát tí tô thì nãy chúng tôi đọc là bát tí tô, lúc đầu sĩ pháp nguồn cũng đọc là bát tí tô, nhưng mà khi mà phân tích trường âm đoạn âm thì quý vị phân tích rất là chính xác. Bát tí tô ha, bát tí tô là vừa lòng thỏa thích ha, mà đọc sai thì coi như không vừa lòng, không thỏa thích. Hồi nãy sĩ Kim có thắc mắc, có đưa ra vấn đề tại sao chúng tôi đọc là bát tí tô, nhưng mà trường hợp của quý vị ở đây vị nào cũng giỏi, cho nên khi mình nhìn vô đó phân tích trường âm và đoạn âm thì nó là bát tí tô chứ không phải là bát tí tô ha. Đọc là một chuyện, nhưng mà cái quan trọng là khi chúng ta phân tích, chúng ta đọc, chúng ta biết đúng hay là sai do cái sự phân tích đó. Do sự phân tích đó cho nên quý vị nhìn vô, quý vị hãy tự tin lên chính mình, còn mà nói bất chước thì chúng tôi không được. Đây là một cá nhân, nhưng mà chúng ta y cứ vào câu Phật ngôn này thì cái vấn đề phân tích trường âm và đoạn âm để cho quý vị tự tin nơi chính mình. Còn chúng tôi đọc như thế nào á thì đừng có nghe như vậy mà tin ha. Bát tí tô, nhưng mà quý vị thấy là tí tô, quý vị cứ phân tích theo trường âm và đoạn âm ha. Hãy tự tin nơi chính mình chứ không nên tin người khác. Và cái chữ bát tí tô vừa lòng hay không vừa lòng là do chính quý vị ha. Rồi mời sĩ Thanh Hoàng tiếp tục ha. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ ngài Trí Đức, kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 68. Tình cha cầm mang các tăng xa âm xa là trường âm, thú là đoạn âm ạ. Dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát là trường âm nhấn, toa na là hai trường âm thông thường, nú là đoạn âm, tắt là trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm ạ. Yes là trường âm nhấn.
Xá Bá là hai đoạn âm, Ti Tô là hai trường âm thông thường, Xú Má là hai đoạn âm, Nô là trường âm thông thường ạ. Quý là đoạn âm, Pa là trường âm thông thường, Căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Bá Tí là hai đoạn âm, Xê là trường âm thông thường, Quá Tí là hai đoạn âm ạ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể ạ. Tánh cha cam măng ca tăng xa thù dăng ca toa na nụ tạp pa ti ya sa pa ti tu su ma nô vi pa cam pa ti se wa ti. Tánh cha cam măng ya ca tăng xa thù dăng ca toa na nụ tạp pa ti ya sa pa ti tu su ma nô vi pa cam pa ti se wa ti. Dạ không, dạ cả nhà có nghe được con không ạ? Để con làm lại. Alo, alo. Thế con xin ao ra và con xin tí nữa con xin vào lại ạ. Con xin mời vị quý kế tiếp ạ. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con cảm ơn Thiền Bố đã cho biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú hôm nay là câu số 68 ạ. Tăng chắc hầm măng ca tăng xa đu dăng cách tùa nà nu tập bà tì yá sa bà tì tô su đa mục su ma nô vi bà căng bà tì xuê sa tì quá tì. Tăng chắc hầm măng ca tăng xa đu dăng cách tua na nu tap pati yasa bati to sumano viba kang biti pati we pati se wati. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa vào đạo tràng. Dạ, con đọc lại. Tăng cha cầm măng ca tăng sa du yang ca tua na nu tap pati yassa pati to sumano viba kang pati se wati. Dạ, con kính lời cô Phúc Hạnh vừa vào đạo tràng. Con xin phân tích câu số 68. Tăng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, chú là đoạn âm. Câu số 2, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát là trường âm nhấn, cát là
trường âm nhấn, tua là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Và câu số 3, yas là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, ti tô là hai trường âm thông thường, xú má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và câu số 4, quý là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, căn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí là hai đoạn âm, xê là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Và con xin đọc lại 4 câu. Tanh chắc cầm măng ca tăng xa thu dân cách tòa nà nu tập bá tí giác. Sabati to sumano vibhakam bati sevati. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu số 68 ạ. Tăng cha cam măng ca tăng sa chú dân căn tua na nu tập ba ti yat sa ba ti to su ma no vi ba cam ba ti se wa ti. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con có sai mỗi ngày vào đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, bây giờ từ thấy bàn tay của Quang Thanh, xin mời Quang Thanh lên ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Alo, con đổi máy, cả nhà có nghe con rõ không con xin? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ ạ, cảm ơn Quang Thanh ạ. Vì con xin sám hối, con đọc là con nhìn cái vở, con chép xuống, cho nên là khi màn hình mà viết cái gì là con không có để ý ạ. Con đổi máy khác rồi ạ. Con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu, con xin được đọc lại bài ạ. Tành cha cầm măng ca tăng xa thu dân ca tòa na nu tắp pa ti giác sa pa ti tô su ma nô vi pa căng pa ti se quá ti. Tành cha cầm măng ca tăng xa thu dân ca tòa na nu tắp pa ti giác sa pa ti tô su ma nô vi pa căng pa ti se quá ti. Con xin phân tích cả bài luôn ạ. Tanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, căm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm ạ. Dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát là trường âm nhấn, qua na là hai trường âm thông thường, nú là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm ạ. Yas là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, ti tô là hai trường âm thông thường, xú má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường ạ. Quý là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí là hai đoạn âm, xê là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ. Tành cha cầm măng ca tăng xa thu dân ca tòa na nu tắp pa ti giác sa pa ti tô su ma nô vi pa căng pa ti se quá ti. Tành cha cầm măng ca tăng xa thu dân ca tòa na nu tắp pa ti giác sa ti tô su ma nô vi pa căng pa ti se quá ti. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Con xin kệ ạ. Tánh cha cam măng ca tăng sa thu dân ca tòa na nu tập pa ti ya sa pa ti to su ma no vi pa kang pa ti se wa ti.
tánh cha cam măng ca tăng sa thù dâng ca toa na nu tập pa ti ya sa pa ti to su ma no vi pa căng pa ti se wa ti. Dạ con đã đọc và kể xong. Con có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Kính cảm ơn Xích Kim ạ. Con xin xuống mic, con xin mời vị kế tiếp. Con không nhìn thấy ai ạ. Nam mô Bất Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú, câu số 68 ạ. Tăng chắc cầm măng cách tăng xa thúc dần cách tòa nà nú táp bát tí giá sắp bát tí giá sắp bát tí tô su ma nô quý bà căng bát tí xê quá tí. Và nghiệp làm chánh thiện làm rồi không ăn năn hoan hỷ ý đẹp lòng hưởng thọ quả dị thục bao nhiêu tuổi người hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Tánh chắc cầm măng ca tăng sa thu dân ca to na nu tập bà ti ya sa bà ti to su ma no vi ba căng bà ti se wa ti. Tánh chắc cầm măng ca tăng sa thu dân ca to na nu tập bà ti ya sa bà ti to su ma no vì ba căn bát tí xê quá tí. Tánh chắc cầm măng cả tăng sa tu dân cả to na nu tập bà tí ya sa bà tí tô su ma nô vì ba căn bát tí xê quá tí. Dạ con xin hát, xin nhường mic lại cho đạo tràng. Dạ con xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức, Đại Đức, Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Bây giờ đây chúng con xin được đọc câu Pháp Cú số 68. Tình chất cầm mang các tăng xa thuốc dân các tòa nàn nô tắp bát tí giá xá bát tí tổ sức mạ nô với bà càng bát tí xê quá tí. Tình chất cầm mang các tăng xa thuốc dân các tòa nàn nô tắp bát tí giá xá bát tí tổ sức mạ nô với bà càng bát tí xê quá tí. Tình chất cầm mang các tăng xa tu dân các tòa nà nô tắp bát tí giá xá bát tí tổ sức mạ nô với bà càng bát tí xê quát tí. Và nghiệp làm chánh thiện làm rồi không ăn năn hoan hỷ ý đẹp lòng hưởng thọ quả di tục. Và bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc xong, bây giờ để mất lại cho quý vị trong đạo tràng. Nam mô Phật Thầy Giá. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng.
Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Cho nên con xin đọc câu pháp cú số 68. Tàn chắc cầm măng ca tăng xà thú dân cấp tòa nà. Các tòa nà nô tát pá tí giác sá bà tí tì tô. Xung man nô vi bà cần bá tí xê quá tí. Tàn chắc cầm măng ca tăng xà thú dân cấp tòa nà nô tát pá tí giác sá bá tì tô. Xung man nô vi bà cần bá tí xê quá tí. Tăng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, cam là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, toa là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, táp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm, giác là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bá là đoạn âm, ti tô là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, xú má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí là hai đoạn âm, xê là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Tàn chá cầm măng cá tăng xà thú dần cá tăng nà nú táp bá tí giác sáp bà tì tô sú má nô vi bà cần bá tí xê quá tí. Tàn chá cầm măng cá tăng xà thú dân cá tòa nà nú táp bá tí giá sá bà tì tô sú má nô vi bà lần bá tí xê quá tí. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp người, hưởng thọ quả dị thục. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Tăng cha cam măng ca tăng sa thu dân ca toa na nu ta pa ti ya sa pa ti to su ma no vi pa căng ba ti se wa ti. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 68. Tàn chá cầm măng cá tăng xa thú dân khách tòa nà nú tắp bá tí dân sáp bá tí tô sú ma nô quý bà cần bá tí xê quá tí. Con xin phân tích câu 1 và 2. Tăng cha cầm măng ca tăng sa thú dân khách to na nu tắp bá tí. Tăng trường âm nhấn, chá đoạn âm, căm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khách trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, na trường âm thông thường, nú đoạn âm, táp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm. Tăn cá cầm măng cá tăng xa thú dân cách to na nú táp bá tí. Câu 3 và 4. Giá sáp bá tí tô sú má nô quý bà căng bá tí xê quá tí. Giá trường âm nhấn, xá bá hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, tô trường âm thông thường, xú má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, quý đoạn âm, pa trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, c trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm.
yassa pati to sumano vipang pati se vati tan cha kam mang ka tang sa tu yang ka to na nu tap pati yassa pati to sumano vipang pati se vati. Và nghiệp làm chánh niệm, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ, ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tăng cha khâm măng ca tăng xa thứ dân canh to na nữ tâm ba ti. Dân xa ba ti tô su ma nô vi ba căn ba ti se wa ti. Tăng cha khâm măng ca tăng xa thứ dân canh to na nữ tâm ba ti. Yan sa pa ti to su ma no vi pa kam pa ti se wa ti. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và quý sư bà quý cô tư nữ và đạo tràng sửa dùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ sa thú kính cảm ơn Sutina. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Tina, cảm ơn Hoàng Thành đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trị Đức, đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cô Tệ Duyên có ôn bài không cô? Dạ còn vị nào chưa ôn bài thì xin mời bàn tay ạ. Dạ trong khi chờ đợi bàn tay, Hà chắc là cũng chưa trả bài phải không Hà? Dạ con xin được trả bài ạ. Dạ rồi, dạ cảm ơn Chích Pháp Nguồn Lao Cai. Dạ con xin được trả bài câu Pháp Luật Kinh 6-6-8. Một quan thanh cũng chưa trả bài luôn hả? Thôi chờ chút nha. Tành chắc tầm măng cách tăng xa thu chân cách tọa na nu tập bát ti gia sát bát ti tơ su mạ su ma nơ quý bà căng bát ti xê quá ti. Tành chắc tầm măng các tăng sa thu văn cách tọa na nụ tập bát ti gia sa bát ti tơ sư man nơ quý bà căn bát ti xê quá ti. Dạ con xin phân tích bốn câu một lần luôn ạ. Tành trường âm nhấn, chá đoạn âm, công trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, thu đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cách trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, na trường âm thông thường, nú đoạn âm, tấp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, giác trường âm nhấn, xá bá hai đoạn âm, tì tơ hai trường âm thông thường, xú má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, quý đoạn âm, ba trường âm thông thường, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, xê trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. Tăng chắc cầm măng các tăng xa thù dân cách tọ na nụ tập bát ti gia sắc bát tị tơ sư ma nơ quỳ bà căng bát ti xê quá ti. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn hoan hỷ, ý đẹp lòng hưởng quả dị thục. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con phân tích và đọc có sai, con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Mình chào nguyên trang để vào đạo tràng. Con xin được kể. Tành cha căm măng cà tăng sa thu dặn ca to na nụ tập ba ti và xã ba ti tàu su ma nu quỷ ba căn ba tỳ xê qua ti.
tành cha căm măng cà tăng xa thu dặn cà toa na nụ tắp ba tì và sa ba tì tàu su ma nô quỷ ba căn ba tì xê qua tì. Dạ sa thu, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thu bằng tay của Xích Hà, của tu nữ Tệ Viên và Quang Thanh. Dạ bây giờ Hà ơi đã cho cô tu nữ Tệ Viên hôm bài trước ngăn hàng ai. Dạ kính mời cô tu nữ Tệ Viên. Dạ sa thu thú Xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Kính đồng đức, kính lễ ngài Trí Đức, đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức, kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và thân chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh đã phát bài. Dạ bây giờ tự nhiên xin phân tích 4 câu luôn giống như Nhật Quỳnh. Trường âm nhấn, chá đoạn âm, cam trường âm nhấn, măng trường âm, giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm, giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, thú đoạn âm, văn trường âm, giọng nguyên âm, cá đoạn âm, toa trường âm thông thường, na trường âm thông thường, nú tác tí hai đoạn âm, giác trường âm nhấn, xá bá hai đoạn âm, ti tô hai trường âm thông thường, xú má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, quý đoạn âm, ba trường âm thông thường, căng trường âm giọng nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, xê trường âm thông thường, quá tí hai đoạn âm. Tanh chát cầm măng cất tăng xa thủ dân các tòa na. Nú bách tắp bách tí giác sắp bách tí tì tô. Giác sắp bách tí tô. Su ma nô quý bà căng bách tí xê bách tí. Tanh chát cầm măng cất tăng xa thủ dân các tòa na. Nú bách tắp bách tí. Nú bách tắp bách tí giác sắp bách tí tô. Sumano vipa căng batise vati. Bây giờ thầy nhân dân kể. Tanh cha cam măng ca tăng gia thu văn ca toa na nu tập bati sapati to sumano vibhakang bati sevati tancha kammang katang sathu yang katwananu tapbati yasapati to sumano vibhakambati sevati. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ tự nhiên chê phân tích nếu có sai xin đạo tràng và ngài chỉnh sửa. Dở lại mời Xích Nhật Hà. À xin lỗi, Hạ Hạ 0420. Dạ con cảm ơn cô. Dạ Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Dạ con có đảnh lễ ngài Trí Đức, Trí Tôn Đức Tăng, con kính chào các cô, kính đảnh lễ các cô tu nữ đạo tràng. Dạ con xin trả lời.
tần cha cầm măng cát tần xà thu dằng cát tòa nà nút tát patiyasapatito sumano vi ca cầm patise vati tần cha cầm măng cát tần xà thu dằng cát tòa nà nút tát patiyasapatito sumano vi ca quỳ bà cần bát thi sệ quá tí và nghiệp làm chánh thiện làm rồi không ăn năn hoan hỷ ý đẹp lòng hưởng thọ quả dị thục. Bản dịch qua Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích bốn câu. Tâm là trường âm nhấn, trá đoạn âm, câm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa trường âm thường, thú đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát trường âm nhấn, toa trường âm, cát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, na trường âm thông thường, nú đoạn âm, tát trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, yas trường âm nhấn, xá bá hai đoạn âm, ti tô hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, má xú má hai đoạn âm, nô trường âm thông thường, quý trường âm đoạn âm, quý đoạn âm ba trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí hai đoạn âm, c trường âm thông thường, quá đoạn quá tí hai đoạn âm, tần chắc cầm bằng cách tần xà thu dần cách tòa nà nút tắp batiya sapatito sumano vi bà cần batise quá tí, tần chắc cầm bằng cách tần xà thu dần cách tòa nà nút batiya sapatito sumano vi cà cần batise quá tí. Dạ con đã đọc xong rồi, con có sao xin mời bạn trò chính sử. Dạ con xin trao mic lại. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Alo. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính lễ quý bà cô tu nữ, con kính chào, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Thệ Duyên. Con kính chào toàn thể đại tràng, con kính trả bài câu pháp cú 68. Tành cha cầm măng ca tăng xa thu rằng ca tòa na ca tòa na nu bát ti sát sa ba ti tô ba. Xin tham mối con đọc lại. Tành cha cầm măng ca tăng xa thu rằng ca tòa na nu bát nu tap ba ti rát sa ba ti tô sumano quy ba cẳng ba ti sê qua ti tành cha cầm măng ca tòa sa thu rằng ca tòa na nu đắc nu tap ba ti rát sa ba ti tô sumano quy ba cẳng ba ti sê qua ti. Xin phân tích câu một và câu hai. Tành cha cầm măng ca tòa xa thu rằng ca tòa na nu bát ti. Tành là trường âm nhấn, chá là đàn âm, căm là trường âm, căm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đàn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xa là trường âm thông thường, thú là đàn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cát là trường âm nhấn. Cá là đoạn âm, toa là trường âm nhấn, na, xin lỗi chỗ này,
Cát là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, tác là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Rát sa bà tì tổ su ma nổ quy bà càng ba tì xề qua tì. Rát là trường âm nhấn xá, bá là hai đoạn âm, tì tô là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, xú má là hai đoạn âm, nô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá tí là hai đoạn âm, xê là trường âm thông thường, quá tí là hai đoạn âm. Tôi xin đọc lại toàn bài. Tành cha cầm măng ca tăng xà thu răng cát tòa na nu đáp ba ti rát ba ti tô su ma nô quy ba càng ba ti xê qua ti. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn hoan hỉ, ý đẹp lòng hưởng thọ quả vịnh thục. Đấy là của bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã có xin kệ. Tành cha cam măng cả tăng xa thu răng can toa na đủ tam ba ti giàn xa ba ti tô su ma no quý ba căng ma ti xê qua ti. Tành cha cam măng cả tăng xa thu răng ca toa na nụ tập ba ti giạt xa ba ti đồ tôm tôm nô quý ba căng ba ti xê qua ti. Dạ con có đọc sai, phân tích sai một ngày Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Đó, hôm nay sức khỏe của con nó cũng không được tốt như đọc bài nữa, nó không được chuẩn, nên là mong đợi kính ông đạo tràng chưa sám hối ạ. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ để Đức Pháp Tràng, lễ Tuệ Đức. Xin chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Sa thú, quý vị đã hoàn thành tốt đẹp câu Phật ngôn 68. Và trong câu Phật ngôn 68 này, Sích Hà này, ha, Sích Quang Thanh ha. Wow. Hoàng Thanh ha, hay là Thanh Hoàng. Vừa rồi thì quý vị có cái chỗ Bát Ti Tô quý vị phân tích thì chính xác. Nhưng mà Sích Hoàng Thanh ha, Hoàng Thanh đọc là Ba Ti Tô, không hạ tay xuống được ha. Ổn định mà đâu có gì đâu. Rồi Sích Hà ở chỗ Bát Ti Tô phân tích thì chính xác, nhưng mà đọc là Bát Ti Tô. Nhưng mà ở đây cái điều quan trọng, khi chúng ta nhìn vào những cái từ Pali này ha, quý vị đọc sai hay đúng, cái điểm chính á, là quý vị phân tích được để biết đó là trường âm hay đoạn âm. Còn cái giọng đọc á, nhiều khi chúng ta coi như bị phân tâm đọc sai. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà phân tích, chúng ta biết đó là đoạn âm hay trường âm. Chúng ta tự tin nơi cái vấn đề
chúng ta biết rằng đọc đúng hay đọc sai. Thì như vậy quý vị coi như hãy tự tin để chính mình. Lúc đầu á, chúng tôi hướng dẫn quý vị thì chúng tôi đọc là Yasabatito Sumano. Đọc là một chuyện, nhưng mà quan trọng là quý vị phân tích á, biết chỗ đó cái người đã đọc đúng hay đọc sai. Hoặc là khi mình tự mình phân tích á, vậy rồi mình đọc, mình biết đó là trường âm hay đoạn âm. Văn ôn võ luyện, hoặc là tam sao thất bổn, tức là cái từ Pali chỉ có một cái dấu thôi, nhiều khi có dấu nhiều khi không có dấu. Vậy thì chúng ta hãy tự tin khi chúng ta phân tích, mà chỉ có cái rung này mới rắc rối vậy thôi, chứ mấy rung khác gì mà có cái này trường âm kia, chỉ có vấn đề dài và ngắn, chỉ có trường âm và đoạn âm. Mà ở đây thêm những cái rắc rối này, quý vị coi như tự tin thì biết đó là trường âm nhẫn, thì biết đó là trường âm thông thường, thì biết đó là âm đọc nguyên âm. Tại sao vậy? Tại vì cũng là giọng dài, cũng là trường âm, nhưng mà tại sao nó thế này, nó thế kia? Thì để cho chúng ta có một cái suy nghĩ nhớ ha. Quý vị đã rất là chuẩn trên các vấn đề trường âm và đoạn âm, và biết nó là loại trường âm gì nữa chứ không phải không. Thôi thì bây giờ chúng tôi ôn lại rồi đi vào cái vấn đề phân tích tự vận ha. Tăng chắc cầm bằng các tầng xà chú dân các tòa nà lưu tóc bát đi giá sắp bát tì tù xu mát nô quý bà cần bát đi xề quá tí. Tăng chắc cầm bằng các tầng xà chú dân các tòa nà lưu tóc bát đi giá sắp bát tì tù xu mát nô quý bà cần bát đi xề quá tí. Đó là trong cái dòng kinh ha. Bởi vì cuối câu số 2 nó là đoạn âm, cho nên chúng ta phải đọc liền một hơi như vậy. Còn khi nào mà cuối câu số 2 nó là trường âm á, thì chúng ta có thể khỏe một chút, dừng lại, nghỉ ngơi cho nó khỏe, rồi chúng ta tiếp tục. Còn cuối câu số 2 nó là đoạn âm, thì chúng ta cố gắng làm một hơi ha, cho nó hết câu. Rồi, dòng kinh đọc là như vậy. Bây giờ qua dòng kể thì quý vị biết rằng một câu 8 từ thì chúng ta cố gắng cái dòng kể chúng ta đọc một lần 2 câu để mà nương nhau mà sống ha. Nương nhau mới có cái âm điệu, chứ nếu mà chúng ta đọc từng câu một thì nghe nó không có âm điệu ha. Tăng cha cầm măng ca tăng sa thu dân ca toa na nụ tâm ba tì giá sa ba tì tôn su ma nô quỳ ba căn ba tì xe qua tì. Đọc lại lần nữa ha. Tăng cha cầm măng ca tăng sa thu dân ca toa na lu tâm ba trì giả sa ba tì tôn su ma nô quy ba căn ba tì xê qua tì. Và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn hoan hỷ ý đẹp lòng hướng thổ quả dị thục,
Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa chữ vận ha. Câu Phật ngôn 67 và 68 giống nhau, cho nên cái vấn đề chữ vận thì chúng ta lướt qua. Chữ tăng cộng với chữ cha nó biến thành tăng cha. Tăng có nghĩa là điều ấy, chữ cha là và điều ấy là cái gì? Cầm măng là hành động, là việc làm, là nghiệp. Thì ở đây Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch là và nghiệp ha. Rồi chữ cá tăng là việc làm do cái động từ cá rô tí ha. Việc làm như thế nào xa thú là tốt đẹp, mà ngoài tượng dịch là chánh thiện. Rồi câu số 2, dân các tòa na nu tập bát ti. Dân các tòa na nu tập bát ti, chữ các tòa do cái động từ cá rô tí, đây là một hình thức quá khứ. Nhưng mà có vị thì cho rằng chỉ cát toa, chỉ cát là trường âm nhấn, chỉ toa là trường âm thông thường. Nhưng có vị là cá toa và cho đó là một đoạn âm và một trường âm. Ở đây quý vị thấy rằng nó là hai trường âm nha, chứ không phải đoạn âm ở trước mà trường âm ở sau. Cát toa là trường âm nhấn và trường âm thông thường. Vậy thì chỉ dân là những điều đó ha. Các toa là những việc đã làm, tức là đã làm những việc đó. Na nu tập bạch tí. Ở đây chúng ta thấy chữ na cộng với anu tập bạch tí. Chữ na có nghĩa là không ha. Rồi anuttapati, cái động từ này có nghĩa là bực bội hối hận sầu than ha, buồn rầu sầu khổ than thở anuttapati. Nhưng mà có chữ na ở phía trước, na và anuttapati nó biến thành na anuttapati, có nghĩa là không có buồn rầu sầu khổ, không có bực bội, không có bị hối hận. Ở đây Ngài Hòa Thượng dịch là không có ăn năn. Rồi câu số 3, Tô Sumano Yasabati Tô Sumano. Chữ Yasa là của người đó. Rồi Bati Tô, chúng ta thấy Bati đó là một tiếp đầu ngữ, và ở sau cái căn ngữ ý cộng với ta do động từ đi, tức là Gatati, và ở đây là Bati. Bati Tô có nghĩa là đã được vừa lòng, đã được hoan hỷ, đã được thỏa thích. Đồ lòng thì nhưng mà vừa lòng thì đọc là Bati Tô, ý nghĩa của nó là vừa lòng, hoan hỷ, thỏa thích. Theo là cái từ Sumano, có nghĩa là tốt đẹp ha, khéo léo. Rồi Mano do cái từ Mana,
Mana là một danh từ trung tính Akaran Tanapum Sakalinga. Mana có nghĩa là tâm, ý, có nghĩa là tâm là ý. Và chữ mana này nó đứng làm chủ từ số ít và thama ngay câu bát chánh đạo quyền phát tí, cho nên chữ mana biến thành mano. À, ở đây quý vị đọc sai thì nó có ý nghĩa khác. Chữ mano là tâm ý, mà mano thì nó có nghĩa là ngã mạn, cống cao, tự đại, kiêu hãnh. À, quý vị thấy rằng chỉ có một cái dấu ở trên thôi. Chữ mano, mana là tâm, là ý, mà mana hay là mano là ngã mạn, là tự cao. À, nên quý vị thấy rằng sai ly, là đi dậm. Cho nên ba ly khác mặt lắm. Rồi, và câu cuối cùng, quý ba cần bất trí xề quá tí. Quý ba cần bất trí xề quá tí. À, quý ba cần là dị thục. Dị thục. Dị thục có nghĩa là khác biệt á. Khác biệt. Bất trí xề quá tí là cái động từ này có nghĩa là tiếp nhận hay là nhận lãnh. Tiếp nhận hay là nhận lãnh, cái quả nó khác nhau. Tức là cái quả khác nhau. Dị thục là không giống ai ha. Khác biệt đúng không ạ? Rồi, như vậy thì nguồn 68 cho chúng ta ý. Việc gì sau khi làm mà không bị hối hận và tiếp nhận quả thành tựu được ấy được vừa lòng thích ý, thì việc làm ấy đã được làm một cách tốt đẹp. À, xin lỗi ha. Việc gì sau khi làm mà không bị hối hận và tiếp nhận cái quả thành tựu của việc đó được vừa lòng thích ý, thì việc làm ấy đã được làm một cách tốt đẹp. Ngài Hòa Trần Giới Đức Đạo Phật Lục Bát Đô, quý vị còn nghe không? Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đạo Phổ Thơ Lục Bát thế này: thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, thỏa thích, mát mẻ, phát sanh lòng người. Đến khi lạc báo chín mùi, thọ hưởng quả phúc, nói cười hân hoan. Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành, thỏa thích mát mẻ, phát sanh lòng người. Đến khi lạc báo chín mùi, thọ hưởng quả phúc, nói cười hân hoan. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với đại thơ Ngũ Ngôn: và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn hoan hỷ, ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu duyên sự câu Phật ngôn này ha. Câu Phật ngôn này nói lên cái ý nghĩa nó trái ngược với nguồn 67 phải không? 67 nói lên cái ác nghiệp, mà câu Phật ngôn 68 nói lên thiện nghiệp. Vậy thì thiện nghiệp trong câu Phật ngôn này nó có một cái quả báo gọi là nhãn tiền. Tức là chúng ta làm thiện sự thì cái quả báo đó sẽ hiển bày ngay trước mắt của chúng ta trong cái kiếp hiện tại này. Thế gian hay gọi là bị ăn liền á, khỏi cần coi như là nấu nước sôi làm gì ha. Tức là bẻ ra là ăn liền. Giống như cái thời buổi mà chúng ta đang bị Covid như thế này, nhiều khi kiếm nước nấu kiếm cũng ra nữa, đói quá mà. Cho nên miệng liền là cái rất là thích hợp trong cái thời buổi bây giờ. Thì câu chuyện này cũng vậy. Cái ông này có tên là Sumana. Sumana mà ở trong câu Phật ngôn của chúng ta đã đề cập đến, tức là Sumano.
Sumano là thiện ý, thiện ý ha. Su là thiện, Mano, Mana là tâm, là ý, thiện tâm hay là thiện ý. À, ở đây đứng làm chủ từ, cho nên Sumano, Sumano là thiện ý. Tức là cái ý mà hoan hỷ trong thiện sự. À, à, khi mà Đức Phật ngự tại Trúc Lâm Tịnh Xá, à, thì đề cập đến một cái người làm nghề kết tràng hoa tên là Sumana. Sumana là thiện ý. À, cái câu thứ ba, Sumano, à, ông Sumana mỗi ngày từ sáng sớm và đêm nạp cho Đức Vua Bhimbisara 8 cái vòng hoa và nhận tiền ân tứ là 8 cái đồng tiền vàng, tức là mỗi cái vòng hoa là 1 đồng tiền vàng. Và mỗi ngày thì ông ta đem đến dâng cho Đức Vua 8 cái tràng hoa như vậy, và ông nhận được 8 đồng tiền vàng. Thì đây là công việc thường nhật, ngày nào ông ta cũng làm như vậy. Nà, cho đến một hôm, trong khi cái ông Sumana mang hoa đi vào thành thì gặp Đức Phật, ngài đang ngự vào trong thành để đi khất thực, rồi dẫn theo đại chúng tỳ kheo. À, từ kim thân của Đức Phật phóng ra hào quang 6 màu rực rỡ, biểu tượng một thần oai của một đấng chánh đẳng chánh giác. Có những lúc Đức Phật khuất lấp trong hào quang 6 màu dưới bộ y vàng, giống như một vị sư đầu đà đang đi khất thực. Chẳng hạn như khi ngài vượt quãng đường xa là bá vô tuần để đốn đường tướng cướp Á Hiền Xá hay là Angulima Lá, hoặc cũng như lúc ngài ngự vào trong hoàng cung Kapila Quát Thú thì ngài cũng phóng ra 6 màu hào quang rực rỡ. Thì hôm nay cũng thế, từ kim thân của Đức Phật tỏa ra hào quang 6 màu, biểu lộ thần ngoại đại lực của một đấng chánh đẳng chánh giác trong lúc ngài ngự vần để đi khất thực. Trong khi trông thấy tướng mạo quang minh của Đức Thế Tôn quý giá giống như châu báu, thì ông thầy Sumana nhìn kỹ thấy được 32 tướng và 80 tướng phụ của một đại nhân. Thì ông sanh cái tâm rất là hoan hỷ. Và ông ta nghĩ là mình có gì để cúng dường khi đấng chí tôn chí thánh là thấy mình chẳng có vật gì khác ngoài mấy cái tràng hoa. Và ông nghĩ rằng ta sẽ dâng cúng Đức Bổn Sư những cái tràng hoa này. Rồi kế đó ông ta tự hỏi lấy chính bản thân mình, hoa này là phẩm vật hàng ngày phải nạp vào cung cho Đức Vua, nếu như hôm nay mà vua không nhận được hoa thì Đức Vua sẽ giam cầm, sẽ xử tử hoặc là sẽ lưu đày ta thì sao? Nhưng rồi ông ta quả quyết tự nhủ rằng thôi thà là ta liều để cho Đức Vua xử tử hoặc lưu đày gì cũng được. Xét cho kỹ, dầu Đức Vua có dung dưỡng cho ta thì ngài cũng chỉ ban cho ta tài sản cao quý nhất là cái mạng sống trong kiếp này mà thôi. Còn nếu mà ta cúng dường đến Đức Bổn Sư thì chắc chắn là ta sẽ được nhiều sự lợi ích, sự bình an trong hàng mấy mươi triệu kiếp của trái đất. Rồi sau khi mà quyết định dứt bỏ sinh mạng để cúng dường cho Đức Thế Tôn, ông Sumana còn tự thúc bố mình là hãy cúng dường ngay bây giờ, kẻo mà để trì hoãn thì cái tâm trong sạch của ta nó bị lưu sụp. Và thế là ông hết sức hoan hỷ, thỏa thích dâng cúng 8 cái vòng hoa lên Đức Thế Tôn. Lần thứ nhất
ông đã tung hai cái vòng hoa nhằm vào phía trên đầu của Đức Thế Tôn mà ông ta vung tới. Những cái hoa ấy nó xòe ra như cái tàn rộng và nó đứng lơ lửng trên hư không. Ông lại tung tiếp hai cái vòng hoa nữa ở bên phải. Những cái cánh hoa là kết thành một cái bức màn hoa che phía tay phải của Đức Thế Tôn. Ông Xuân Mạnh Á tung hai cái vòng hoa thứ ba lên, thì những cái cánh hoa nó xa xuống, nó làm cái tấm màn che phía sau lưng của Đức Thế Tôn. Và lần thứ tư, ông tung hai cái vòng hoa cuối cùng, thì hai cái vòng hoa này nó thành một cái màn, một cái màn hoa mà nó che phía tay trái của Đức Bổn Sư. Và như thế tám cái vòng hoa được chia ra bốn cái vị trí xung quanh kim thân của Đức Như Lai, và nó chừa trống phía trước như là cái cánh cửa ngõ vậy. Các cái vòng hoa đều quay vào bên trong với nhau, chỉ phô các cái cành hoa ra làm mặt màu trắng sáng như những cái chiếc đĩa đĩa bạc mà bao xung quanh kim thân của Đức Bổn Sư. Khi mà Ngài có bước đi, tuy là cái giống vô tri, nhưng mà hoa dường như cũng có cái tâm sùng kính ái mộ, không rời xa Đức Thế Tôn. Chúng quấn quýt đi theo. Khi Ngài dừng chân thì chúng cũng đứng lại. Thì kim thân của Ngài phát ra 1000 lần điện quang. Cả bốn phía, trước, sau, phải, trái, trên đầu phát ra những quang tuyến giống nhau. Có 180 triệu dân chúng, 90 triệu ở trong thành và 90 triệu ở ngoài, đều là nam hay là nữ, không một ai không mang vật thực ra lễ bái. Quần chúng reo vang như tiếng sư tử rống, vừa vẫy vẫy hàng ngàn cái khúc lụa, ta vẽ quan ngân cùng đi theo tiếp rước Đức Thế Tôn. Chỉ trong phút chốc, tiên Đức Phật đã thị hiện thần thông, làm hiển lộ công đức cúng dường của người thợ làm hoa đã lan truyền khắp cả kinh thành rộng 3/4 giáo tuần, y như là có người mang trống đi cổ động vậy. Khi đó, ông Su Mạnh Á nghe khóc cả người, có 5 thứ vị lạc. Ông từ từ nối gót đi theo sau Đức Bổn Sư, đi vào trong vòng hào quang của Ngài, như là lặn xuống một cái hồ nước thơm ngon mát mẻ. Rồi ông thốt lời tán dương Đức Bổn Sư, đảnh lễ cáo biệt Ngài và chở gót về nhà. Khi ấy thì vợ ông mới hỏi ông rằng, qua đâu rồi? Ồ, tôi đã cúng dường đến Đức Bổn Sư rồi. Nếu vậy thì lỡ vua bắt tội làm sao đây? Dầu vua có xử tử hoặc lưu đày gì cũng được, tôi nguyện bỏ cái thân mạng này để cúng dường Đức Bổn Sư. Cho nên tôi chia tất cả số hoa làm 8 cái vòng hoa dân cúng như vậy đó. Ông ta kể lại sự việc. Còn đại chúng lúc đó thì cũng phát tâm quan hỷ reo hò đi sau Đức Bổn Sư, làm cho ở trong thành vang rền hàng ngàn cái tiếng hoan hô như vậy. Sau khi nghe câu chuyện Đức Phật thị hiện thần thông như thế, do ông chồng của mình kể lại, thì cái người vợ ngu si mù quáng đã không phát tâm trong sạch mà còn cứ ông chồng. Thường thường á, mấy ông vua hay bạo ngược, một khi mà đã chọc giận thì có thể gia hình những hình phạt nặng nề như là chặt tay chặt chân chẳng hạn.
nay tội lỗi của ông làm thì ông ráng mà chịu, không có liên can gì đến tôi nghe. Rồi bây giờ nói như vậy xong rồi cứ dẫn hết những cái người con trai con gái đi vào trong đều xin bày kiến đức vua. Đức vua mới hỏi: này kia, người muốn tâu trình những cái chuyện gì? Tâu đại vương, chồng của con đã mang cái số hoa và đem nạp cho đại vương hàng ngày, đem cúng dường hết cho đức bổn sư, rồi đi chơi không trở về nhà. Con hỏi hoa đâu thì ông đáp rằng đã cúng dường đến đức Phật. Như vậy đó. Con rầy ông ta. Thường thường thì các vị vua hay có tính hung bạo, một khi đã nổi trận lôi đình thì bắt tội hình phạt bằng nhiều cách như là chặt tay chặt chân quá quá. Tội của ông làm thì ông chịu, tôi không có bị vạ lây đâu. À, nói rồi con đã từ bỏ ổng và đến đây ngay. Công việc nhân hòa đến Phật là do chính ông ta làm, thì giàu có phước cũng chỉ có riêng ông đó nhờ mà thôi. Còn như có tội thì cũng chỉ một mình ông ta gánh chịu mà thôi. Chứ con với chồng con đã đoạn tuyệt với nhau rồi, mong đức vua minh xét cho con nhờ. Đức vua là một vị thánh thinh văn đệ tử Phật, cho nên gặp đức Phật lần đầu tiên thì đức vua đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Vờ, có một cái đức tin kiên cố trong chánh pháp. Khi mà nghe qua mấy lời của vợ ông Sumana thì đức vua nghĩ: ôi, nữ nhân này thật là mù quáng ngu si, thấy ân đức của Phật quý thường như vậy mà chẳng phát tâm trong sạch tin tưởng nơi ngài. Đức vua giả cách nổi giận, phán hoa rằng: nàng nói sao? Chồng nàng đã mang cái số hoa mà phải nạp cho trẫm á, đem đi cúng dường đức Phật hết rồi phải không? Dạ tâu đại vương, phải. Con đã từ bỏ hắn là phải lắm rồi. Kẻ nào mà đem hoa của trẫm mà cúng dường cho đức Phật, trẫm sẽ có cách để mà đối phó với nó. Rồi sau khi truyền định cho nữ nhân ấy ra về, đức vua vội vàng ngự đi đón đức Phật, đánh lễ ngài xong rồi cùng đi bắt bộ với đức Thế Tôn. Đức Phật muốn hiểu rõ cái tâm trạng của đức vua, cho nên ngài mới ngự diễu hành qua những cái đại lộ chánh ở trong kinh thành, tiến về phía hoàng cung. Khi mà đến trước ngọ môn, đức vua xin rước bát của đức Phật, nội ý muốn thỉnh ngài nhập vào trong cung điện. Nhưng mà đức Phật dừng chân nơi sân ngự ở trước đền, rồi rút bà cụ ra. Đức vua hiểu ý, lập tức truyền cho dân cho những người thợ gấp rút dựng lên một cái trại nghỉ mát cho mau. Đức Phật an tọa ở nơi đó cùng với các vị tỳ khưu tăng. Tại sao ngài không ngự vào đền vua? Theo truyền ngôn thì Đức Thế Tôn nghĩ rằng nếu mà Như Lai ngự vào trong đền thì đại chúng ở bên ngoài sẽ không thấy được Đức Như Lai, và như thế thì công đức của người dân hoa không được hiển dương. Như Lai an tọa nơi sân ngụ này, đại chúng sẽ ngắm xem mãn nhãn và công đức của người dân hoa sẽ được hiển dương, tức là những cái lọng bằng hoa cứ lơ lửng trên không. Quả Phật chỉ có đức Phật mới biểu dương công đức của những người hữu ân là như thế. Chứ thường nhân mà khi tán tụng công đức của các bậc hữu ân thì tiết kiệm từng lời nói. Khi đó thì bốn bức màn hoa đứng ở bốn phía, đại chúng lũ lượt đi theo đức Phật đến chỗ ngự. Đức vua chăm lo dân cúng thực phẩm ngon quý đến chư tỳ khưu tăng, có đức Phật làm tọa chủ. Sau bữa ngọ, ngài thuyết kinh phúc chúc thí chủ xong rồi, đức Phật ngự về chùa Trúc Lâm. Cũng như lúc đến, bốn bức màn hoa là che phủ kiến thân, và đại chúng là rầm rộ theo tiếng chân ngài.
tiếng hoan hô vang rề như tiếng sư tử hống. Đức vua cũng ngự đưa Đức Phật một quãng đường, rồi đảnh lễ cáo biệt ngài trở lại hoàng cung. Khi ấy Đức vua cho đòi ông Sumana vào triều và phán hỏi: nhà ngươi đã nói gì khi cúng dường Đức Bổn Sư và nhắc tươi mà ngươi phải nạp cho trẫm? Tâu đại vương, con đã nguyện hy sinh cái tánh mạng mà cúng dường Đức Bổn Sư, nên đã nói rằng dầu Đức vua có lấy luộc gia hình, hoặc là giết bỏ, hoặc là tù đài gì, con cũng cam tâm. Đức vua mới ban khen Khanh quả là một bậc đại trượng phu. Rồi Đức vua ân thưởng cho ông Sumana 8 con voi, 8 con ngựa, cùng với nhiều tôi trai tớ gái, 8 y phục trang trí cực kỳ sang trọng, 8.000 đồng tiền vàng, 8 cung nữ điểm trang lộng lẫy được phóng thích khỏi hoàng cung để về làm vợ cho ông Sumana. Đức vua còn cấp thêm cho ông 8 cái làng trù phú để thu thuế. Nói tóm lại là ông Sumana được ban thưởng trọng hậu đủ mọi thứ, mà mỗi thứ là 8 lần như vậy. Khi mà được mục đích cái chuyện này thì ngài Ananda mới nghĩ rằng từ sáng đến giờ đã được hưởng hàng ngàn cái tiếng hoan hô và được đại chúng hót lụa đón đưa một cách nồng nhiệt trong ngày hôm nay như thế, không biết ông Sumana sẽ hưởng được cái quả dị thục như thế nào nữa trong tương lai. Ngài Ananda đem cái vấn đề này và hỏi Đức Phật, và Đức Thế Tôn đã giải thích rằng: này Ananda, ông chớ có suy tư rằng cái nghiệp lành của cái ông bán hoa Sumana ở đây là nhỏ nhen. Ông ấy đã dám hy sinh cái sanh mạng để cúng dường Đức Như Lai, và do nhờ có tâm trong sạch với Như Lai là như thế mà ông thoát khỏi cái khổ cảnh trong hàng trăm cái kiếp của trái đất. Tức là trong hàng ngàn khắp bá khổ cảnh khỏi đọa xa, hưởng nhân thiên phước báo do quả nghiệp vừa tạo, sao thành Phật Bích Chi danh Sumana vẫn còn y. Tức là do cái thiện sự mà ông Sumana này đã tạo ra, để rồi coi như trong hàng trăm kiếp của cái kiếp của trái đất này, nghĩa là trời và người luôn phiên khởi đọa vào khổ cảnh. Và khi mà cái phước duyên chín mùi thì vị này sẽ trở thành một vị Phật độc giác, tức là Bất Chê Ca Buddha. Rồi khi mà Đức Phật đã giải thích cho ngài Ananda hiểu là như vậy, nhưng mà rồi ở trong luận pháp đường các vị tỳ kheo cũng khởi lên pháp thoại thật là quyền diệu, thật là hy hữu. Cái việc làm của ông Sumana dám hy sinh cả cái sinh mạng để dâng hoa đến Đức Phật hiện tại, mà trong khoảnh khắc hưởng được mọi thứ bổng lộc của Đức Vua ban. Rồi Đức Phật cũng đi từ hướng thấp đi đến tại cái giảng pháp đường, ngồi trên pháp bảo tọa và giải thích những sự thắc mắc của ông. Đức Phật nói rằng: phải đó, này các tỳ kheo, cái nghiệp nào mà khi làm xong ta không ăn năn hối hận mà còn phát tâm thỏa thích hân hoan khi mà táo, thì cái nghiệp đó là nghiệp tốt cần phải nên làm. Và Đức Phật lại thuyết lên câu Phật ngôn 68, câu Phật ngôn 68 để đưa lên. Tại sao câu Phật ngôn 68 này được thuyết lên là cái lý do do hưởng được mỗi thứ là 8
mỗi cái chữ là tám tám được Đức Vua ban. Tinh chất cầm bằng các tầng xà chú dần các tòa nà nút tóc bát tí giá sắp bát tì tổ chú mắt hồ quý ba tầng bát tí xề bát tí. Và nghiệp làm chánh thiện làm rồi không ăn năn hoan hỷ ý đẹp lòng hưởng thọ quả dị thụ. Chân nè câu Phật ngôn này được thức lên thì có tám muôn bốn ngàn chúng sanh được tỏ ngộ về chánh pháp, và Đức Phật muốn biểu dương cái thiện nghiệp của người thợ băng hoa Su Mần Á để làm gương cho mọi người bắt chước. Với duyên sự này chúng ta thấy rằng Su Mần Á dân hoa chẳng bận phiền, liều thân đại trí nguyện gieo duyên Phật cho hiến lộ phần công đức. Vua khiến vinh thăng chỗ lộc quyền. Hiện tại nghiệp lành sanh phước lớn, tương lai quả chánh đợi người hiền. Ai ngờ bỏ cả mà được cả, mãn kiếp thân nhàn tướng tợ tiên. Tại sao cái câu nói ai ngờ bỏ cả mà được cả? Cái câu nói này cũng ngộ ha. Bỏ là bỏ cái gì? Dám bỏ cái sinh mạng này. Tức là ông thợ bán hoa này, thay vì đem 8 cái tràng hoa để phiên trong vua ha, nhưng mà không màng đi sinh mạng, bỏ cả sinh mạng, dầu vua có giết ra nữa, nhưng mà ông ta thấy hoan nghĩ tín tâm với Đức Phật. Thấy Phật 80 tướng phụ hào quang coi như đã làm rung động, đã làm siêu lòng ông Su Mần Á, và ông ta tin tưởng lại Đức Phật, dầu ông vua có giết mình đi nữa cũng không màng. Cho nên dù bỏ cả sinh mạng này, ông ta cũng quyết là, mà khi mà với cái tâm muốn bỏ cả rồi đã được tất cả. Một cái điều ngộ ha, mình không nghĩ con cũng thỉnh ngài cầm mic trở lại bạch ngài. Đạo tràng không, chúng con không còn nghe được nữa. Dạ, ngài có nghe âm thanh con không? Con cũng thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Dạ, cảm ơn thiền vụ. Alo, 1, 2, 3. Có người nghe rõ. Bây giờ nghe rõ. Bây giờ còn gì nữa mà nghe? Còn gì nữa mà nghe? Duyên sự trình bày hết rồi, bây giờ quý vị nghe cái duyên sự đó có ý kiến. Rồi, bây giờ chúng ta nghe ý kiến của quý vị. Tại sao bỏ tất cả lại được tất cả? Cái ông Su Mần Á này, duyên sự chúng tôi trình bày rồi. Bây giờ quý vị ý kiến của quý vị, chứ không còn nghe gì nữa hết á. Thấy rồi, duyên sự trình bày hết rồi, bây giờ ý kiến quý vị thế nào? Còn lại 9 phút nữa. Rồi, chúng tôi xin được nghe ý kiến của quý vị. Tới chỗ này là hết nghe là phải rồi. Bây giờ chúng tôi phải nghe quý vị nói. Rồi, ai là người giơ tay trước? Alo. Ơi, nghe duyên sự xong rồi đi ngủ hết rồi hả? Rồi, xin giật Quỳnh đưa tay nè. Rồi, hà chào đó.
cho đó rồi cầm bích hỏi nha. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tri Đức đã từ bi, giảng dạy, từ vựng cũng như viên sự cơ bắp của kinh số 68 để chúng con nghe, học, hiểu để có thể hành theo chút chút để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài và con cũng xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh Ngài hãy dùng tạm tách nước ở chùa Ngọc Đạt. Tụi con dâng nước trên trên không này Ngài không có dùng được. Thành ra con cũng thỉnh Ngài dùng nước. Dạ, rồi bây giờ mời bàn tay của Trinh Hà có câu hỏi nha. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Tham Mà, Nam Mô Sân Khải. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Trí Tông Đức Tăng. Con kính lễ các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, hồi nãy con nghe Ngài giảng là cái vị Sư Mã Ná này sao sẽ là một cái vị Phật độc giác Bích Tri. Nhưng mà con có thắc mắc là khi mà cái vị Phật độc giác để thành vị Phật độc giác thì ở cõi trời hay cõi người nha. Ngài có thể giảng cho con rõ cái phần này. Dạ, con xin cho mất lòng. À, đặt câu hỏi cũng hà tiện nè. Nói ít quá vậy. À, xin thà cái quả báo của cái việc làm bây giờ là quả báo nhãn tiền, tức là khi hy sinh cái thân mạng của mình, dù là đức vua có hành phạt thế nào xử tử đi nữa thì ông ta có niềm tin nơi Đức Phật, thấy được 30 tướng tốt, 80 tướng phụ, cho nên quan hỷ dân cúng 8 cái tràng hoa đó, dân cúng đến Đức Phật. Thì khi mà dân cúng đến Đức Phật thì quả báo nhãn tiền. Bà vợ ông ta là một người mà thấy cái ông này mà không đem lợi lộc về cho mình, đem những cái tràng hoa này dân cúng cho đem đến cho Đức Vua thì được 8 đồng tiền vàng. Nhưng mà hôm nay đi về đây không là chất quốc nè, hỏi hoa đâu rồi, nói dân cho Đức Phật. Thì bà vợ này mới nghĩ rằng vua chúa thì coi như hung bạo, có thể là bất bình thì đem ra hành hình, cho nên mới nghĩ rằng cái tai họa đã tới và đi rồi thôi, đi tiên hà thủ vi cường đi, đi vô trình cho Đức Vua biết trước này, và cho biết rằng mình với cái ông đó cái việc làm của ông không liên quan tới mình, ông làm ông chịu, rồi dẫn con cái coi như là xa lánh con ông chồng của mình là ông Sumana. Nhưng mà Đức Vua Bimbisara là một vị thánh Tu Đà Quần, một cái vị mà minh vương ha, cho nên khi mà nghe câu chuyện như vậy là rất là quan hỷ, nhưng mà cũng làm ra cái mặt là giận để tìm ra cái lý do thế nào. Thì cái bà vợ này nói rằng thôi cái chuyện của ông làm ông có tội, ông đáng chịu. Nhưng mà khi mà Đức Vua nghe xong rất là quan hỷ, kêu ông Sú Mà Ha tới, thì ông ta cũng nói vì niềm tin, vì quan hỷ, thấy Đức Phật 32 tướng tốt, 60 tướng hành, 80 tướng phụ, rồi hào quang chiếu sáng 6 màu như vậy, quan hỷ cho nên dân 8 cái vòng hoa mà đáng lẽ phải đem dân đem đến hoàng cung. Thì đức vua quan hỷ mới tặng những cái lễ vật, mỗi thứ là 8 cái cho ông Sú Mà Ná. Trong cái 8 đó, cái 8 bà vợ luôn, 8 cung nữ luôn, 8 ngôi làng, vân vân, cái gì cũng 8. Thì ở đây cái ý muốn nói ông Sú Mà Ná đã tạo cái thiện sự này, và cái thiện sự này nâng đỡ cho ông ta trong kiếp người và kiếp của chư thiên luân phiên như vậy. Tức là khi làm người, khi làm chư thiên, khi làm người, khi làm chư thiên, cho đến cái thời gian mà nó chín mùi thì ông ta chứng đắc Phật quả Bích Chi.
Tức là một vị Phật độc giác phải bổ túc 20 pháp ba la mật cho tròn đủ. Mà trong khi bổ túc 20 pháp ba la mật tròn đủ thì luôn phiên trong cái kiếp người và kiếp chư thiên, ông này đã tạo được cái thiện sự này trong cái hiện tại này, mà luôn luôn như vậy cho đến khi thành Phật độc giác. Alo, Sĩ Hà, nghe rõ chưa? Không chạy đi đâu mất tiêu rồi. À, xa thú. Như vậy thì nhấn mạnh lại ha. Tức là khi ông tạo cái thiện sự này, dân cúng tám tràng hoa đến Đức Phật, quả báo nhãn tiền trong cái kiếp hiện tại này, và từ kiếp hiện tại này để rồi khi thân hoại mạng chung, tức là về kiếp sau á, thì ông ta luân lưu trong cõi trời và cõi người, không đọa vào bốn khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, bốn cái nơi mà chúng ta thường trú thì không thấy, không có tên của ông ta. Tức là ông ta ở cõi trên, còn chúng ta thấy ở dưới này vui nè, chúng ta cái hay xuống dưới đó hoài. Đức Phật cũng đã nói rồi, cái lông con bò nhiều, sừng bò thì ít, mà thấy cái lông bò nhiều thì là khoái, khổ quá đi. Rồi, như vậy thì Sĩ Hà hiểu ha, ông tạo được cái phước dân cũng hoa để Đức Phật, mà cái từ đó cho đến khi mà thành Phật độc giác á, thì ông ta luân lưu trong cõi người và cõi chư thiên. Ông vua thưởng cho ông 8 bà vợ, ông đâu dám quay lại cõi này nữa. Cái này chắc là Huynh Giang Nhật Hà rành quá ha. Rồi còn gì nữa không? Rồi hôm nay quý vị rất là thành dầu đọc có sai, nhưng cái quan trọng là quý vị phân tích trường âm đoạn âm. Quý vị mà phân tích trường âm đoạn âm mà chính xác rồi là dầu có sai chỗ nào thì quý vị biết ngay. Cho nên lúc này chúng tôi ít có tặng hoa tặng bông gì hết, mà chúng tôi đọc sai quý vị cũng biết nữa, hay thiệt nha. Rồi thôi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc ha. Hết giờ rồi. Với câu Phật ngôn này là một điều mà chúng ta thấy quả báo nhãn tiền. Quả báo nhãn tiền tức là thiện sự chúng ta làm, kết quả đến ngay. Mà cái kết quả đến ngay này trong cái cuộc sống của chúng ta cũng thấy quả báo nhãn tiền. Bị dịch bệnh này, bị tu tại gia này, bị đóng cửa. Nhưng mà rồi quả báo nhãn tiền là sao? Họ phát mì ăn liền, mà đói không có nước uống, không có đồ ăn, thì bây giờ mở cái gói mì ra ăn tươi nước sống, gọi là mì ăn liền, khỏi cần nước cũng được, no bụng. Thì phước ai nơi hưởng ha. Mì ăn liền cũng có trong giới trường hợp cộng nghiệp, nhưng mà cũng có những biệt nghiệp. Tức là cũng trong cái làng việc này, người ta cung cấp đầy đủ, cũng trong trường hợp này nhà cửa cũng khang trang, nhưng mà là đói mèo, không có cho ra ngoài buôn bán chợ búa, rồi người ta có gì ăn nấy. Nhưng mà rồi giàu cũng chết mà nghèo cũng chết, ai bán đâu có tiền cũng thua. Cho nên mấy cái vô phước nha, vô phước có người có nhà thì cung cấp được 3 đợt, còn có nhà thì chẳng có được nào hết. Cho nên có vấn đề mì ăn liền là cái phước mà chúng ta phải thọ hưởng. Có bao nhiêu biết bao nhiêu, hãy tri túc, sống với hiện tại. Mì ăn liền ở đây có nghĩa là khi chúng ta còn hơi thở, hãy biết trân trọng những hơi thở của chúng ta. Chứ đừng có nghĩ là thế giới bao la. Nhưng mà rồi khi chúng ta bị cái nạn dịch này, phải từng cái bịch ni lông hoặc là từng cái bình để mà thở.
thì hãy trân trọng với những hơi thở bây giờ, mà chúng ta thở dài, thở ngắn, thở bình thường, đó chính là một cái hiện tại đặc trú, một sự an vui mà chúng ta hãy nên trân trọng. Rồi xin được chấm dứt nơi đây ha. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha quá chê na sa thi vô hô tu sa ba đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni quý cô tu nữ, chư thiện nam tín nữ thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời sĩ Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đại tràng. Tâm dẫn đầu, tâm luôn tạo tác.